Ở thời đại phong kiến này, nữ nhân trên 16 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng thì sẽ bị gọi là gái ế. Khi gái ế gông di trên đường lấy nước về nhà thì bị một đám trẻ con ném đậu vào người. Chúng chế nhạo cô ấy còn xấu hơn cả con cóc. Gông di không phải người dễ bắt nạt. Cô ấy hét lớn rồi hất cả bình nước trên đầu vào lũ trẻ. Bọn chúng ù té chạy. Có 3 nguyên nhân chính khiến những cô gái quá 16 tuổi vẫn chưa lấy được chồng. 1 là không xinh đẹp, 2 là nhà nghèo, 3 là tiêu chuẩn quá cao. 3 cô nương chơi thân với nhau này vừa khéo đều là gái ế, hội tụ đủ những nguyên nhân trên. Họ là Gông Di, Chun Giang và Chung. Mặc dù xuất thân và gia cảnh khác nhau nhưng 3 cô gái đã thân thiết từ thuở nhỏ. Họ cùng nhau nhậu nhẹt, đào trộm khoai lang. 3 cô gái hiểu nhau tới nỗi chẳng cần mở lời cũng đoán được ý đối phương. Những tưởng họ sẽ sống như vậy tới già. Nào ngờ một ngày, Chun Giang thông báo với 2 cô bạn rằng mình sẽ kết hôn. Người cô ấy sẽ lấy chính là công tử nhà giàu Lee Mong Rong. Cô nàng rất đắc ý truyền kinh nghiệm cho các bạn. Đàn ông ấy mà, phải nhìn vào 3 thứ, nhà, tiền và ngựa. Tầm này rồi thì chỉ cần nhìn vào những điều kiện đó mà chọn thôi. Gông Di và Chung nghĩ ngợi, muốn chọn thì cũng phải có đối tượng mà chọn chứ. Hôm sau, họ tới đỉnh xem mắt, hàng ngày đều có vô số công tử đợi sẵn ở đây. Họ sẽ chọn ra ý trung nhân trong vô số những cô nương xinh đẹp. Sau đó, sai người hầu gửi thư hẹn cô nương đó đi tâm sự. Nếu như tâm đầu ý hợp thì có thể thành thân. Hôm đó, Gông Di đã trang điểm xinh đẹp nhất có thể để tìm ý trung nhân. Nhưng khi được chơi đu quay vui quá nên cô ấy đã hú hét ngoác cả miệng, chẳng còn nhớ gì tới chuyện giữ hình tượng nữa. Lát sau Gông Di mới hối hận vì hành động lỗ mãng của mình. Bỗng một người hầu chạy tới nói với 2 cô gái rằng công tử nhà họ ưng mắt Chun Giang. Tưởng nhầm họ là người hầu đã bực rồi, hắn lại còn chế nhạo ngoại hình của Gông Di nữa. Cô ấy rất bực bội, mở giấy hẹn xem tên công tử đó hẹn gặp ở đâu. Chung nói, cậu đi gặp chàng ta đi, dù sao thì Chun Giang cũng có Lee Mong Rong rồi. Đúng lúc ấy, Chun Giang đi tới, nói rằng Mong Rong đã bỏ rơi cô ấy để vào thành dự thi. Chun Giang thì sẽ chẳng ngốc nghếch tới nỗi đợi chờ một lời hứa hẹn. Cô ấy vô tình phát hiện ra mẩu giấy hẹn gặp mặt. Chun Giang lập tức kéo Gông Di đi tô son điểm phấn. Trước khi đi hẹn hò với trai thì phải tút tát lại nhan sắc, thay một bộ đồ thật điệu đà, rồi lén mượn đôi giày thêu sang trọng của bạn. Gông Di chạy tới điểm hẹn. Cô ấy phát hiện ra rằng người đó là đại nhân Sa Do. Khí chất người người là vậy nhưng lại khiến Gông Di sợ hãi, cô ấy bỏ chạy. Khi thấy Sa Do đuổi theo, Gông Di hoảng loạn quá nên đã ném một chiếc giày về phía anh. Chiếc giày hạ cánh trúng mặt Sa Do. Từ sau hôm đó, anh ấy thương tư cô nàng kỳ lạ ấy, nên đã bảo người hầu đi điều tra về chủ nhân của chiếc giày. Hôm đó, Sa Do uống say ở khách điếm nơi Chun Giang ở. Gông Di tới trả giày thì trông thấy anh ấy. Biết bản thân không xứng với Sa Do nhưng cô vẫn không kìm lòng được. Gông Di đặt Sa Do lên xe kéo đi, định sẽ đưa anh về nhà. Được nửa đường, anh ấy tỉnh rượu, gọi cô lại để nhìn mặt. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã ói mửa. Gông Di rất tự ti về khuôn mặt mình nên đã đeo mặt nạ vào để che đi. Sa Do nói anh ấy đói nên Gông Di rủ anh đi đào trộm khoai. Kết quả là bị chủ nhà phát hiện ra, hai người chạy té khói. Thấy Gông Di cầm chiếc giày thêu, Sa Do càng tin rằng cô ấy chính là Chun Giang. Trong lúc đó, nhà Lee Mong Rong phá sản nên không thể đi thi được nữa. Anh ấy đưa vật tín ước cho Chung, Chun Giang vô tình nhìn thấy cảnh này. Gông Di vì quá tự ti về ngoại hình nên đã suy nghĩ tới chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng đại phu nói rằng phải tốn 300 lượng mới chỉnh được cho cô ấy. Hôm ấy, 3 cô gái lại ngồi uống rượu với nhau. Gông Di rất muốn nói chuyện về chiếc giày cho Chun Giang biết. Nhưng trong lúc cô ấy do dự thì Chung và Chun Giang lại cãi cọ vì chuyện Lee Mong Rong. Chung là mối tình đầu của Mong Rong. Miệng Chun Giang nói rằng không để tâm nhưng thực ra cô ấy rất không vui, lại đổ chuyện đôi giày bị mất cho Chung, cho rằng cô ấy đem nó đi bán. Hai người lao vào đánh nhau. Gông Di vội vàng thừa nhận chuyện mình là người lấy đôi giày. Cô ấy nói mình cũng muốn có được tình yêu. Chun Giang cũng nói ra bí mật của mình. Tớ mang bầu rồi. Gông Di đeo mặt nạ tới gặp Sa Do. Anh ấy tặng cho cô một bó hoa, còn nướng khoai cho cô nữa. Gông Di hỏi thẳng thừng, chàng muốn ngủ với ta hay là muốn gặp ta? Câu hỏi này không khiến Sa Do cảm thấy phản cảm. Ngược lại, anh ấy còn thấy cô ấy dễ thương nữa. Gông Di nói rằng đã ngủ với nhau thì phải thành thân. Khi Sa Do định tháo bỏ mặt nạ của cô ấy, nhưng Gông Di quay đi, cự tuyệt anh ấy. Sa Do thổ lộ lòng mình, hình như ta thích nàng rồi. Có muốn thành thân với ta không? Trời bỗng đổ mưa lớn. Vậy là đêm đó, hai người đã làm chuyện không thể miêu tả bằng câu từ được. Chung bị người ta đưa đi vì nợ nần của bố. Sa Do đã dán công cáo tìm chủ nhân của giày thêu hoa và sẽ tổ chức lễ thành thân vào ngày hôm nay. Tâm trạng Gông Di vô cùng tồi tệ. Về nhà, thấy mẹ vừa mắng, vừa đuổi một con cóc thì cô ấy khóc quả lên. Nó cũng là một sinh mệnh mà, tại sao lại đối xử với nó như thế? Đời mà, xấu xí thì kiểu gì cũng bị người đời ghét kinh. Lúc này Gông Di mới biết Chung bị đưa đi rồi. Cô ấy đeo mặt nạ đi cứu bạn. Nhân lúc bọn chúng không để ý, Gông Di đã phá cửa cũi, cứu Chung ra như một vị thần. Trên đường tháo chạy, họ gặp người của đại nhân Sa Do nên đã được cứu mạng. 3 người làm hòa với nhau. Chun Giang và Chung đều động viên Gông Di dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình. Đại nhân Sa Do đợi từ sáng tới đêm. Cuối cùng Gông Di cũng xuất hiện, cô ấy đã tháo bỏ mặt nạ ra rồi. Gông Di nói ra thân phận thật của mình trong những lời xì xào của mọi người. Thực ra, Sa Do đã biết thân phận thật của cô ấy rồi. Mà người con gái anh thực sự mến mộ cũng chính là cô ấy. Nếu như thành thân là một gánh nặng, vậy chúng ta hẹn hò nhé. Gông Di ôm chầm lấy anh ấy.
Chun Jang và Mong Rong sinh liền mấy đứa con. Chung cũng thành thân với người hầu của Sa Do. Chỉ có Gong Ji là đùng đỉnh, cứ mãi bị giục lấy chồng. Thực ra, Gong Ji không hề xấu xí, chỉ là trên mặt cô ấy có vết tàn hương mà thôi. Bộ phim cổ trang pha chút hài hước này mang tới cho chúng ta thông điệp rằng trong tình yêu, ngoại hình không phải vấn đề quá to tát. Khi bạn gặp được người thật lòng yêu thương mình, thì người đó sẽ luôn nhìn ra được điểm tốt và động viên bạn trở nên tốt đẹp hơn. Video đến đây là hết. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!